Chào các bạn. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về một khái niệm nữa ở trong lập trình đối tượng với Java, đó là overload constructor. Thì overload hoặc là overloading, hoặc tên đầy đủ còn gọi là method overloading, là một quá trình mà trong đó trong một lớp thì chúng ta định nghĩa ra hai hoặc nhiều phương thức có cùng tên, có cùng kiểu trả về, tuy nhiên thì có cái con các cái danh sách các tham số khác nhau. Thì về overload thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ở trong các cái bài tiếp theo. Thì tuy nhiên thì ở trong cái chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về overload, nhưng mà ở trong một cái trường hợp cụ thể hơn, đó là constructor. Đấy, có nghĩa là gì ạ? Trong một lớp thì chúng ta có thể định nghĩa ra nhiều constructor, có loại có tham số, có loại không có tham số, hoặc có loại là có thể có nhiều tham số khác nhau. Thì để minh họa rõ hơn thì chúng ta sẽ khảo sát qua một cái ví dụ sau đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa ra một lớp có tên là công ty. Trong lớp này chúng ta có một cái thuộc tính, đó là tên niên. Tiếp theo là chúng ta sẽ cung cấp ra hai constructor. Thì các bạn nhớ nhé, để truy cập đến các thuộc tính của lớp thì chúng ta nhớ là sử dụng từ khóa đó là this. This là một cái con trỏ đặc biệt dùng để đại diện cho đối tượng hiện tại đang được thao tác. Và zip ở đây ấy, thì nó dùng để truy cập được các thuộc tính của lớp. Thì đối với constructor không có tham số thì chúng ta sẽ để cho cái giá trị của thuộc tính tên miền là mặc định. Và với constructor thứ hai có tham số thì chúng ta sẽ định nghĩa tiếp cũng là công ty, và ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái tham số là tên miền. Chúng ta khởi tạo sys.tên miền bằng tên miền. Khi chúng ta để như này thì trình bày dịch nó sẽ biết được là chúng ta lấy giá trị của biến tên miền để chúng ta gán cho thuộc tính tên miền của lớp. Và để in ra thì ở đây chúng ta sẽ có một phương thức có tên là lấy tên miền. Và trong phương thức này ấy, thì chúng ta sẽ in ra this tên miền. Đó. Thì như vậy phương thức lấy tên miền là phương thức mà dùng để in ra giá trị của thuộc tính tên miền của lớp. Và sau khi mà đã định nghĩa ra lớp công ty có hai cái constructor thì chúng ta sẽ khởi tạo đối tượng của lớp. Tại sao chúng ta lại cần đến quá trình overload constructor này? Thì giải thích rõ hơn, bởi vì chúng ta muốn là trong một lớp chúng ta muốn cung cấp ra nhiều cái cách thức để định nghĩa khởi tạo đối tượng của lớp. Vì thế cho nên là trong một lớp thì chúng ta sẽ định nghĩa ra nhiều constructor để có thể là có đa dạng hóa các cách thức định nghĩa các thuộc tính của lớp. Chúng ta khởi tạo hai đối tượng của lớp. Hai cái đối tượng của lớp công ty, thứ nhất đó là đối tượng có tên là công ty mặc định, và thứ hai là đối tượng của lớp công ty có tên là NIT bằng new công ty đó. Và trong này thì chúng ta sẽ truyền vào đây cái tên miền của lớp công ty, ở đây là NIT Hà Nội.edu.vn.
Tiếp theo là chúng ta sẽ gọi các cái phương thức lấy tên miền của từng đối tượng này. Thì mọi người chú ý là khi mà chúng ta định nghĩa các cái phương thức ở trong một lớp ấy, thì những phương thức này về mặt chính xác ở trong ngôn ngữ lập trình của đối tượng, cụ thể là trong Java thì người ta gọi đây là các phương thức thể hiện, hay còn gọi là instance method. Vì sao lại gọi là phương thức thể hiện? Vì phương thức này sẽ thuộc về từng đối tượng của lớp. Mỗi khi chúng ta khởi tạo ra một đối tượng của lớp thì đối tượng đó sẽ chứa một bản copy của phương thức này. Vì thế cho nên đây gọi là phương thức thể hiện. Thế còn những cái thuộc tính của lớp ấy thì còn được gọi là biến thể hiện, hay còn gọi là instance variable. Đó. Variable. Vì mỗi đối tượng được tạo ra từ lớp sẽ có một bản copy của biến này. Đấy. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta gọi nhé, công ty mặc định chấm lấy tên miền và NIT lấy tên miền, thì ở đây ấy, chương trình Java sẽ gọi cái phương thức lấy tên miền riêng của từng cái đối tượng. Ở trong cái dòng 36 này là tôi lấy về cái tôi gọi ra phương thức lấy tên miền của đối tượng là công ty mặc định. Còn trong dòng 37 là tôi gọi phương thức lấy tên miền của đối tượng NIT, và kết quả chắc chắn nó sẽ khác nhau vì đây là từng phương thức riêng của từng đối tượng. Đấy, như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta đã minh họa về việc là gì ạ? Chúng ta có nhiều cái phương thức khởi tạo và chúng ta đã gọi ra các cái phương thức khởi tạo khác nhau, và chúng ta có thể thấy là kết quả trả về nó, kết quả của chương trình nó cũng sẽ khác nhau. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về là phương thức khởi tạo có tham số ở trong chương trình ngày hôm nay. Đấy, thì như vậy chương trình chúng ta đã tìm hiểu về và hiểu về phương thức khởi tạo có tham số, không có tham số, cũng như là quá trình overloading constructor ở trong chương trình Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.